190 đảng bộ huyện Châu Thành, giáo viên trường trung học phổ thông Phú Hữu, giải nhì hội thi các huyện. Lần đầu tiên cho phép tôi được gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo cùng các đồng chí có mặt trong hội thi báo cáo viên tuyên truyền biên giới các tỉnh năm 2021 lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tôi xin được phép tự giới thiệu, tôi tên là Phạm Thị Ngọc Như, đến từ cương vị đảng bộ huyện Châu Thành, và sau đây tôi xin được phép trình bày phần dự thi của mình. Kính thưa các đồng chí, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 26 tháng 1 và bế mạc vào ngày 1 tháng 2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5 triệu đại biểu toàn đảng, trong đó có 191 đại biểu là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, 1.381 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ thành phố và đảng bộ trực thuộc trung ương, 15 đại biểu là đảng bộ ngoài nước do Bộ Chính trị chỉ định. Kính thưa các đồng chí, thì đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp, bởi đảng ta đã có kế hoạch chuẩn bị cho đại hội từ rất sớm. Các văn kiện trên đại hội lần này cũng được chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng, có nhiều điểm mới, được sửa đi sửa lại nhiều lần, thực sự là sản phẩm thức tính trí tuệ của toàn đảng, toàn dân. Và công tác chuẩn bị nhân sự của đại hội cũng đã được Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, chặt chẽ để đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết và thống nhất cao. Công tác tổ chức đại hội cũng rất chu đáo, từ nơi ăn chỗ ở cho các đại biểu cho đến công tác an toàn, an ninh được đảm bảo tuyệt đối trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Và sau hơn 7 ngày đại hội làm việc khẩn trương nghiêm túc, thì đồng chí Lê Thu Hương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Thư ký đại hội đã thông qua dự thảo nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 và sau đó đã được đại hội nghị quyết thông qua. Kính thưa các đồng chí, thì nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 đã đề cập đến rất nhiều nội dung, trong đó có vấn đề định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đại hội đảng lần thứ 13. Và nhận thấy điểm quan trọng của nội dung này, thì tôi xin được phép lấy nội dung đó là nội dung cơ bản trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và những nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 để làm chuyên đề dự thi của mình. Kính thưa các đồng chí, thì nội dung chuyên đề của tôi gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là nội dung cơ bản trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đại hội đảng lần thứ 13. Phần thứ hai để liên hệ thực tiễn nội dung khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông tại đơn vị nơi công tác. Và trong buổi báo cáo ngày hôm nay, tôi chỉ xin được phép trình bày cùng các đồng chí hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đại hội đảng lần thứ 13 và những điểm mới được xác định rất quan trọng. Và vấn đề thứ hai là liên hệ thực tiễn nội dung khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông tại đơn vị nơi công tác. Kính thưa các đồng chí, thì sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển, thì đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của dân tộc ta trong 5 năm qua đã thành công rất tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí, thì đại hội 13 của đảng đã diễn ra trong thời điểm và bối cảnh vô cùng đặc biệt, như lời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng nói trong đại hội. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đại hội 13 của đảng đã trở thành những hội tụ lịch sử, hội tụ uy tín của đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình đẩy mạnh đồng bộ toàn diện công cuộc đổi mới để phát triển đất nước. Và nghị quyết đại hội 13 của đảng đã đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030.
2025 thì nước mức Việt Nam ta là nước đang phát triển, có nền công nghiệp theo hướng hiện đại và mức thu nhập vượt qua mức trung bình thấp. Đến năm 2030 thì nước ta là nước đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại và thu nhập ở mức là trung bình vượt qua mức trung bình cao. Và đến năm 2045 thì nước ta là nước đang phát triển và có thu nhập cao. Bên cạnh đó thì nghị quyết đại hội 13 đã đề ra những chỉ tiêu chủ yếu để phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025 và để góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu cụ thể và những chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết đã đề ra thì đại hội đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đại hội lần thứ 13. Và trong 6 nhiệm vụ trọng tâm này thì có những điểm mới được xác định rất quan trọng. Và sau đây thì để làm rõ nội dung này, tôi xin được phép mời các đồng chí xem một đoạn video clip ngắn được dẫn nguồn từ VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, trong đó có cuộc phỏng vấn với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lấy nhóm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đa tầng nhiệm vụ, củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ thứ hai là tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19 cho cộng đồng, phục hồi phát triển kinh tế xã hội, có chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nông nghiệp, ứng dụng những thành tiệu của cuộc cách mạng. Những điểm mới được đề ra trong các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đại hội đảng lần thứ 13 cũng như là các văn kiện của đại hội lần thứ 13, chúng ta cũng đã thấy được tính khoa học, sự phát triển tư duy lý luận của đảng, sự đồng lòng thống nhất rất cao về ý chí và hành động của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta trong khát khao xây dựng đất nước vững mạnh, hùng cường. Và kính thưa các đồng chí, thì trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong đại hội đảng lần thứ 13 thì tôi nhận thấy tất cả các nhiệm vụ đều mang ý nghĩa chiến lược cấp bách đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam trong hiện tại cũng như là định hướng phát triển trong tương lai. Và bản thân tôi là một người đảng viên, giáo viên đang công tác trong ngành giáo dục, nhận thấy sự liên hệ thiết thực và gần gũi ở nhiệm vụ thứ 4. Đó chính là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Và tôi xin được phép lấy nội dung này để trình bày phần thứ hai trong bài thuyết trình của mình. Đó chính là liên hệ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông tại đơn vị nơi công tác. Kính thưa các đồng chí, thì khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự cộng hưởng của những khát vọng vươn tới những giá trị tốt đẹp của cộng đồng, của những con người trong cùng một quốc gia, dân tộc, tạo nên một nguồn năng lượng nội sinh to lớn, sống động và sức mạnh to lớn. Đó chính là động lực quyết định của mỗi quốc gia, dân tộc trên con đường đi tới một tương lai tốt đẹp. Và đối với dân tộc Việt Nam, một dân tộc có truyền thống yêu nước, đoàn kết, văn hiến và anh hùng, thì khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc thật sự là một sức mạnh nội sinh phi thường, cội nguồn tạo nên những kỳ tích trong suốt tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Có thể nói, tinh thần yêu nước là cội nguồn sâu xa của khát vọng phát triển, và khát vọng phát triển chính là động lực để hiện thực hóa tinh thần yêu nước. Và tinh thần yêu nước đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường, cần được giáo dục sâu sắc. Kính thưa các đồng chí, thì quan điểm chỉ đạo trong nghị quyết đại hội 13 có nêu rõ kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định các đường lối đổi mới của đảng, nguyên kiên định các nguyên tắc xây dựng đảng trong công tác xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, và việc học tập làm theo các gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đại hội 13 xác định là một việc làm vô cùng quan trọng. Sinh thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến công tác giáo dục và bồi dưỡng nhân tài. Trong đời sống xã hội,
thì giáo dục là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc ở mỗi thời kỳ khác nhau trên con đường đi tới một tương lai tốt đẹp. Ngay từ thời trẻ thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận ra được vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc là vô cùng quan trọng. Bác rất hiểu thanh niên Việt Nam, bác luôn dặn thanh niên: thanh niên sẽ làm chủ nước nhà, phải học tập mãi, tiến bộ mãi mới thật là thanh niên. Và bác cũng rất chú trọng đến việc học tập của thanh niên, vì đây là vấn đề cốt lõi để thanh niên Việt Nam có thể trang bị cho mình hành trang về tri thức, về kiến thức để có thể có một nền tảng vững chắc để vươn mình ra biển lớn, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu, để có thể dùng sức trẻ, dùng trí tuệ, bản lĩnh của con người Việt Nam, của thanh niên Việt Nam để đóng góp cho tổ quốc, để góp phần xây dựng quê hương Việt Nam ngày một giàu đẹp và phát triển hơn. Kính thưa các đồng chí, thì đối với những giảng viên, xin lỗi, kính thưa các đồng chí, thì đối với những giáo viên là đảng viên đang công tác trong ngành giáo dục, thì tôi nghĩ là ngoài việc là giảng dạy về kiến thức cho các em học sinh, thì nhiệm vụ của các thầy cô giáo còn phải góp phần tuyên truyền đến các em học sinh để góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Nơi tôi đang công tác là trường Trung học phổ thông Phú Hữu, là một trong hai trường cấp 3 của huyện Châu Thành, thì độ tuổi của các em học sinh ở độ tuổi thanh thiếu niên, cho nên là việc giáo dục tư tưởng lồng ghép với việc học văn hóa thì tôi nghĩ là vô cùng cần thiết. Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc được Đại hội 13 xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ của đại hội. Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là một nhiệm vụ là để kêu gọi tinh thần yêu nước của những người con dân tộc Việt Nam, trong đó thì đặc biệt phải kể đến là thế hệ trẻ. Bởi thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên là nguồn lực, là tiềm lực cho sự phát triển mọi mặt của đất nước. Chính vì lẽ đó thì việc giáo dục học sinh với tinh thần yêu nước, cống hiến hết sức mình cho tổ quốc, cho quê hương là một việc làm vô cùng quan trọng. Kính thưa các đồng chí, thì để góp phần tuyên truyền giáo dục về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc cũng như là tinh thần yêu nước cho các em học sinh, thì trong những năm qua thì chi bộ của trường Trung học phổ thông Phú Hữu đã chỉ đạo ban giám hiệu, đoàn thanh niên phối hợp cùng với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để có thể là phối hợp giáo dục các em, tuyên truyền tinh thần yêu nước các em đến các em bằng nhiều hình thức khác nhau, có thể kể đến như là những buổi học ngoại khóa, những hoạt động ngoại khóa, những buổi học ngoài giờ lên lớp với những chủ đề như là thanh niên với chủ nghĩa yêu nước, thanh niên và trách nhiệm với tổ quốc, hoặc là những cuộc thi mang sáng tạo, khích lệ tinh thần năng nổ và ý thức ham học hỏi của các em để các em có thể tự trao dồi, tự rèn luyện và có khả năng thích ứng, có khả năng tiếp cận với những cuộc thi mới, với những phong trào mới, để các em có được cái sự xung phong, có được cái sự tinh thần tự nguyện năng động của thế hệ thanh niên. Thì ngoài việc là tổ chức lồng ghép vào những buổi ngoài giờ lên lớp hoặc những hoạt động ngoại khóa của thanh niên, thì tôi nghĩ là trong những giờ học chính khóa ở tất cả các môn học, và đặc biệt là ở những môn học như là môn lịch sử, môn giáo dục quốc phòng, môn ngữ văn hoặc là môn giáo dục công dân, thì chúng ta đều có thể lồng ghép giáo dục tinh thần yêu nước cho các em vào nội dung của những bài học một cách rất là sâu sắc. Thưa các đồng chí, thì khi học sinh hoặc là giáo viên đến với thư viện trường Trung học phổ thông Phú Hữu thì sẽ có dịp tìm đọc được những quyển sách về Bác Hồ. Thì ở đây là những quyển sách về Bác là do các giáo viên, đảng viên của trường Trung học phổ thông Phú Hữu đã tặng cho thư viện của trường để xây dựng mô hình tủ sách Bác Hồ. Tuy là với số lượng không nhiều, nhưng khi đến đây thì các em học sinh có thể tìm đọc được những quyển sách về Bác để có thể thông qua đó học tập được tấm gương đạo đức của Bác, về con đường đấu tranh giải phóng dân tộc của Bác, để có thể tự phấn đấu, tự rèn luyện bản thân mình để trở thành những thanh niên vừa hồng vừa chuyên, góp sức mình để xây dựng và phát triển đất nước trong thời đại ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí, thì đối với giáo viên của trường Trung học phổ thông Phú Hữu, thì ngoài việc giảng dạy thì tôi nghĩ là bản thân các giáo viên cần phải nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để có thể là giáo dục, tuyên truyền định hướng các em tốt nhất trong việc học cũng như là giáo dục tinh thần yêu nước
viên của trường Học viện Chính trị này. Và có thể kể đến nữa thì là em Nguyễn Thúc Huy, thì em Nguyễn Thúc Huy đã đổ vào Học viện Phòng không Không quân, em Nguyễn Quốc Trường Lâm, em Võ Thanh Điền thì đổ vào trường Đại học Quân sự Nguyễn Huệ. Hoặc có thể kể đến là trong các cuộc thi tuyển chọn học sinh giỏi của tỉnh thì trường Trung học Phổ thông Phú Hộ năm qua thì trường cũng đã đạt được một giải nhất môn lịch sử, một giải ba hóa học và hai giải khuyến khích ngữ văn. Thưa các đồng chí, thì nếu như mà so sánh với các thành tích của các đơn vị bạn thì tôi nghĩ là thành tích của trường Trung học Phổ thông Phú Hộ nó cũng rất khiêm tốn, nhưng mà đối với một môi trường còn nhiều khó khăn của cơ sở vật chất và hoàn cảnh gia đình của các em học sinh, đa số là con gia đình làm nông cũng như là làm công nhân trong các nhà máy xí nghiệp, thì những thành tích mà tôi vừa nêu đó là cả một quá trình nỗ lực và phấn đấu của các tập thể thầy và trò của trường Trung học Phổ thông Phú Hộ. Thầy thì nỗ lực trở thành một người giáo viên tận tâm, hết mình trong công tác giảng dạy, và trò thì trở thành những người có thể đạt được mục tiêu, đạt được khát vọng của mình với ý muốn, với nguyện vọng là cống hiến hết sức mình cho tổ quốc, cho sự phát triển của quê hương mai sau. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc ta, và sức mạnh ấy, truyền thống ấy sẽ luôn được ngành giáo dục nói chung và giáo viên trường Trung học Phổ thông nói riêng phát huy một cách tích cực nhất để giáo dục, để góp phần giáo dục các em, tuyên truyền đến các em tư tưởng yêu nước, tấm lòng yêu nước, để các em có được cái ý thức trách nhiệm của bản thân mình đối với sự phát triển của đất nước và góp phần vào công cuộc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ở mọi con người, mà đặc biệt là ở độ tuổi học sinh trung học phổ thông. Và sau đây thì tôi xin được phép mời các đồng chí xem một đoạn phim ngắn. Nghị quyết đại hội 13 của Đảng xác định rõ mục tiêu đến giữa thế kỷ thứ 21, phấn đấu của Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể đặt ra, nghị quyết đại hội 13 được coi là văn kiện quan trọng hướng thúc khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ hội, tiềm năng, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay. Đúng như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thế mà đội ngũ nước ta đã lớn mạnh hơn nhiều, quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên, tính tự chủ của nền kinh tế được cải thiện. Đó chính là cơ sở củng cố niềm tin, niềm phấn đấu và tự hào của nhân dân, là nền tảng khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tiền đề của năm năm đổi mới, yêu cộng sản, càng đòi hỏi chúng ta hơn là chúng ta nói như vậy, sánh vai với các trung quốc nam châu trên cái khát vọng hồn vinh của nước, hạnh phúc của nhân dân là khát vọng có tính chất bản chất của chúng ta. Văn kiện đại hội 13 của Đảng. Kính thưa các đồng chí, tôi xin được phép dẫn lời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thành công của đại hội không phải ở chỗ đã thông qua được nghị quyết, bầu ra được ban chấp hành mới, mà quan trọng hơn là thời gian tới chúng ta phải đưa nghị quyết vào cuộc sống như thế nào, biến nó thành hiện thực như thế nào, và có làm được hay không, có biến nó thành hiện thực được hay không, có tạo ra một cải vật chất để cho đất nước giàu mạnh và nhân dân được ấm no hạnh phúc hay không, thì đó mới thật sự là thành công của đại hội. Và tôi tin rằng với sự đồng lòng, chung sức, sự lãnh đạo sáng suốt của toàn đảng thì chúng ta sẽ có sự đồng lòng chung sức của toàn đảng, toàn dân, và chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu mà nghị quyết đại hội 13 đã đề ra. Phần nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã chú ý lắng nghe. Xin chúc mừng thí sinh Phạm Thị Ngọc Như vừa hoàn thành xong phần thi quyết định. Sau đây mời thí sinh lắng nghe câu hỏi từ ban giám khảo. Xin chúc mừng thí sinh Phạm Thị Ngọc Như hoàn thành xong thi quyết định của mình. Thì bây giờ chúng ta cùng nghe đến đây. Quý vị, các bạn phát hiện tình hình của mình cũng là một trong những điểm mới và thể hiện trong lịch sử văn kiện đại hội vừa qua. Xin và trình bày cơ sở xây dựng quan điểm khát vọng phát triển.
khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Liên hệ bạn là thực hiện một nhà. Dạ, anh xin cảm ơn anh Khải. Đó, đó, đó. Dạ, anh rõ, anh xin suy nghĩ chút xíu. Xin cảm ơn câu hỏi từ ban giám khảo. Xin chúc mừng thí sinh.